Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trực tiếp chỉ đạo đã tiếp nhận nhiều ý kiến của người dân liên quan đến việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, đồng thời kết nối các đơn vị vận tải, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng hóa vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Theo báo cáo nhanh của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, ngày 19 tháng 7, Tổ công tác đã làm việc trực tuyến với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị doanh nghiệp liên quan để nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất kiến nghị. Hiện nay thì Tổ công tác cũng thay mặt cho Bộ Công Thương ở khu vực phía Nam là phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng đặc biệt như là ngành giao thông, y tế, công an và các địa phương để đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch khác, giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác. Và hiện nay thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo Tổng cục Quản lý Thị trường và các cục quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa, chống hiện tượng găm hàng, nâng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị, Tổ công tác đã kịp thời kết nối để làm việc với các đơn vị có liên quan như kết nối thông tin nguồn hàng của Sở Công Thương các tỉnh Đồng Nai do tỉnh Đồng Nai có thể cung cấp thịt heo với số lượng lớn 7.000 đến 8.000 con trên một ngày, trứng khoảng 1 triệu quả trên một ngày, kết nối làm việc với Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ trong khâu lưu thông khi cần thiết. Đồng thời, Tổ cũng đề nghị Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ vận chuyển cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận tải. Trên cơ sở hướng dẫn và tạo luồng xanh cho phương tiện vận tải, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tỉnh thành lân cận xây dựng phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy và áp dụng ngay trong ngày 19 tháng 7 năm 2021. Về cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thành phố, các hệ thống siêu thị lớn như siêu thị MM Mega, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra, hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop, hệ thống siêu thị Vimax và Vimax Cộng cũng đã dự trữ nguồn hàng thiết yếu như gạo, đường, mắm, muối, rau củ quả, thực phẩm tươi sống, trứng gia cầm tại các siêu thị khoảng 45 ngày bán hàng, tại các trung tâm phân phối là khoảng 2 tháng. Hệ thống siêu thị cam kết đầy đủ nguồn hàng, giá cả không tăng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu trong danh sách bình ổn của thành phố để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, ngày 20 tháng 7, lượng khách mua sắm tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi giảm so với các ngày trước đó. Tình hình trao đổi hàng hóa trên địa bàn các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ổn định với sức mua không tăng so với ngày 19 tháng 7. Hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, v.v. có nguồn cung dồi dào. Tại các chợ truyền thống, chỉ một số chợ tại một số tỉnh có nhiều người nhiễm COVID-19 như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Long An phải đóng cửa, thực hiện giãn cách. Đa số còn lại hoạt động bình thường, bán đầy đủ các loại hàng hóa, giá giảm so với ngày trước khi thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh tới các địa phương vẫn còn khó. Do vậy, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương vẫn tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các địa phương để tháo gỡ. Chúng tôi cũng đã có đề xuất và hiện nay như thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng rất mong muốn là các địa phương mà khi áp dụng cái chỉ thị 16 của chính phủ ấy thì hết sức lưu ý rằng là chúng ta không nên là đóng tất cả các cái chợ truyền thống cũng như các chợ đầu mối, mà thay vì đó thì chúng ta vẫn có thể mở. Tuy nhiên là phải hết sức lưu ý và phải đáp ứng được những điều kiện của ngành y tế đưa ra để đảm bảo là chúng ta vẫn chống được dịch, nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo được hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho người dân, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng.